55, 75. Tao đang cày đi mã đó chị Út. Đây. 126. Tiền nhiêu đó đủ à? Ờ, nhiêu rồi. 508. Còn à, giấy đất đai để từ từ ra tôi mua nha. Mình mua cuốn đất đai trước cho của quyền mình vô. Hết đất đai. Có cuốn của quyền không? Ông bà đó, ông bà tới, ông bà chung trang tới ha. Có ông bà cha mẹ không? Không phải, cái này khó, nó ghi tiền thôi nè, chứ có giao được nè. Hàng ba luôn ha. Chưa có bán, hàng bốn. Bán luôn cho. Ba. Nè, có cuốn hai không? À, để đây nè con cho đỡ nặng. Không phải để đó đi. Má cười anh coi, má đang quay má bắt cười cái con nhỏ. Đúng rồi má mẹ. Là cái gì vậy chị, bán cái gì là bao nhiêu tiền? Có lá cờ cái gì đó. Ngỏ đây coi sẵn hả? Mua bán này đủ không phải đúng không? Ngỏ ta vô đây luôn. Bất quá có cái à, bán vậy đó. Mình bán là mình bỏ ông hổ vô thêm ha. Nó in không, nó đâu có bỏ ông hổ đâu. Phải mua hổ để vô chứ. Nó bán sẵn rồi lâu. Cái này nhạc bạc ơi, sắc. Vô từ ghi rồi. Cái này lên đó chị. 15. Cái này là 7, 9, 14, 22 với con 2 4, 6, 7, 8, 10, 102 ngàn. Tới lại 8. Dung Dung Dung, đưa mẹ ăn chanh. Con gái bận đồ. Video mình ra chợ phụ bán Tết đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thích video này xin hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.
không?